Tiểu sử cuộc đời Thánh Teresa thành Lisieux. Thánh Teresa thành Lisieux sinh ngày 2 tháng 1 năm 1873, mất ngày 30 tháng 9 năm 1897. Tên thật là Marie Françoise Teresa Martin, là một nữ tu công giáo được phong hiển thánh và được ghi nhận là một tiến sĩ hội thánh. Thánh Teresa thành Lisieux cũng được biết đến với nhiều cái tên như bông hoa nhỏ của Chúa Giêsu. Thánh Teresa thành Lisieux chào đời tại Alençon của Pháp. Thánh Teresa là con của Chúa Louis Martin, một thợ đồng hồ, và Julia Maria Gottlieb, một thợ dệt đăng ten. Cha mẹ của Thánh Teresa rất có đạo đức. Louis đã từng muốn làm thầy tu nhưng lại bị từ chối vì không biết tiếng Latin. Julia Maria đã từng muốn làm nữ tu nhưng bị cho biết là bà không có ơn gọi. Thay vào đó, bà khấn là nếu kết hôn, bà sẽ dâng hết các con mình cho Hội giáo. Louis và Julia Maria gặp nhau năm 1858 và lấy nhau chỉ sau 3 tháng. Sau đó, họ có 9 người con, nhưng chỉ có 5 cô con gái: Marie, Pauline, Leonie, Solie và Teresa, là sống sót đến tuổi trưởng thành. Thánh Teresa là con út trong nhà. Việc đan anten của Julia thành công đến nỗi Louis bán tiệm sửa đồng hồ của mình để giúp bà. Julia qua đời vì bệnh ung thư vú năm 1877, khi Thánh Teresa chỉ mới 4 tuổi. Louis bán cửa tiệm anten và dọn đến Lisieux, vùng Calvados, trực thuộc Normandie, nơi người em vợ là Isidore Gorin, một dược sĩ sống với vợ và hai con gái. Thánh Teresa theo học tại tu viện Notre Dame du Pré của dòng Benedicto. Khi người được 9 tuổi, chị Pauline, người chị đã đảm nhận vai trò là người mẹ thứ hai của cô, gia nhập một tu viện dòng Cát Minh tại Lisieux. Thánh Teresa cũng muốn vào dòng Cát Minh như chị mình, nhưng khổ nỗi vẫn còn nhỏ quá. Ở tuổi 15, sau khi chị Maren cũng bị gia nhập tu viện ấy, Thánh Teresa lại thử xin vào dòng một lần nữa. Nhưng cha bề trên của tu viện lại không cho vì Thánh Teresa còn quá trẻ tuổi. Cha Thánh Teresa đem cô con gái 15 tuổi của mình đi hành hương Roma. Trong một buổi tiếp kiến chung với giáo hoàng Leo thứ 13, Teresa đã xin người cho phép mình nhập dòng ở tuổi 15, nhưng giáo hoàng đã nói lại rằng: "Này con, hãy làm theo ý bề trên quyết định." Ít lâu sau, giám mục Pius ra quyền cho bề trên dòng nhận Thánh Teresa vào tháng 4 năm 1888. Thánh Teresa đã trở thành nữ tu dòng Cát Minh. Năm 1889, cha Thánh Teresa lên cơn đột quỵ và phải vào nhà thương tư Bonsoir tại Caen, nơi ông ở 3 năm. Ông trở lại Lisieux vào năm 1892 và qua đời vào năm 1894. Sau cái chết của cha mình, Solange, người đã lo cho ông, gia nhập tu viện mà các chị em kia đang sống. Năm 1895, người chị em bà con là Marie Gorin cũng gia nhập cùng dòng. Còn Leonie, sau nhiều lần thất bại với dòng Camelo, trở thành nữ tu Françoise Teresa của dòng Đức Bà thăm viếng ở Caen. Thánh Teresa được biết đến nhiều nhất bởi linh đạo đường thơ ấu của mình. Trong việc tìm kiếm sự thánh thiện, Thánh Teresa thấu hiểu rằng để đạt được điều ấy và bày tỏ tình yêu của mình đối với Chúa thì không cần phải thực hiện những việc làm anh hùng hoặc là cao siêu. Thánh Teresa viết: "Tình yêu chứng tỏ chính nó bởi việc làm. Vì vậy, làm sao con có thể chứng tỏ tình yêu của mình được? Con không thể làm những việc cao siêu được. Cách duy nhất để con chứng tỏ tình yêu của mình là bằng cách rắc hoa. Những bông hoa này là tất cả những hy sinh bé nhỏ. Mỗi cái nhìn, mỗi lời nói và thực hiện mọi việc làm bé nhỏ nhất với tình yêu." Linh đạo đường thơ ấu này cũng xuất hiện trong con đường người nữ tu trẻ tiến đến đời sống thiêng liêng. Đôi lúc, khi con đọc các bài viết thiêng liêng, nơi mà sự hoàn hảo được cho thấy với 1000 cản trở cũng như những ảo tưởng xung quanh nó, tâm lý bé nhỏ, tội nghiệp của con nó trở nên mệt mỏi. Con đóng cuốn sách, để lại đầu óc con như bị cắt ra làm đôi và trái tim con như bị cò rút lại. Con mở Kinh Thánh ra và ngay lúc đó tất cả đều trông thật là rực rỡ. Một chữ duy nhất đã mở ra những chân trời vô tận cho linh hồn của con. Sự hoàn hảo trông thật là dễ dàng. Con thấy đó là đủ để nhận ra sự hy hữu của mình. Và vì như vậy, dần chọn bản thân mình như một đứa trẻ vô cánh tay của Chúa nhân lành, để lại cho những tâm hồn vĩ đại, những trí óc vĩ đại, những cuốn sách to tát con không thể hiểu nổi. Con vui mừng hớn hở về sự bé nhỏ của mình bởi vì
Chỉ có trẻ nhỏ và những ai có đầu óc như vậy sẽ được nhận vào những bữa tiệc thiên đàng. Những đoạn văn như cái ở trên cũng cho thấy Thánh Teresa chứa nhiều tình cảm và cũng rất là ngây thơ. Điều này được thể hiện qua cách người nữ tu tiến đến sự cầu nguyện. Đối với con, cầu nguyện là sự dấy lên con tim. Nó là một cái nhìn đơn sơ về thiên đàng. Nó là tiếng kêu của nhận diện và tình yêu, ôm ấp cả sự khổ cực lẫn niềm vui. Nói một cách khác, nó là một cái gì đó cao quý, siêu nhiên, mở rộng tâm hồn con ra và kết hợp nên một với Chúa. Con đã không có dũng cảm để tìm trong sách các lời kinh đẹp đẽ. Con giống như một đứa con nít chưa biết đọc, chỉ nói với Chúa tất cả những gì con muốn và Ngài sẽ hiểu thấu. Những năm cuối cùng của Thánh Teresa được đánh dấu với sự suy sụt được chịu đựng bởi một cách kiên trì, không lời than thở. Sáng thứ Sáu tuần Thánh năm 1896, Thánh Teresa bắt đầu ho ra máu. Căn bệnh lao phổi đã đi đến hồi nghiêm trọng. Thánh Teresa đã có liên lạc với một cơ sở truyền giáo của dòng Carmelo ở bên Đông Dương thuộc Pháp, đã được mời đi, nhưng vì bệnh tình nên đã không đi được. Vào tháng 7 năm 1897, Thánh Teresa được chuyển đến bệnh xá của tu viện, nơi người nữ tu trẻ chút hơi thở cuối cùng vào ngày 30 tháng 9 năm 1897 ở tuổi 24. Trên giường bệnh, người ta nói rằng Thánh Teresa đã chối. Con đã đạt được đến mức mà không thể nào chịu đau khổ được nữa, bởi vì đau khổ đã trở nên quá ngọt ngào đối với con. Thánh Teresa, Thánh Lysias được biết đến hôm nay qua cuốn hồi ký thiêng liêng của mình là Chuyện Một Tâm Hồn, được viết theo lệnh của hai bề trên của tu viện. Thánh Teresa bắt đầu cầm bút vào năm 1895 để viết một hồi ký về tuổi thời thơ ấu của mình dưới lệnh của chị Pauline, tên dòng mẹ Agnes, Chúa Giêsu. Mẹ Agnes ra lệnh sau khi được người chị cả là Maren, tên dòng là mẹ Maria Thánh Tâm Chúa dục. Vào tháng 6 năm 1897, mẹ Agnes nhìn thấy sự trầm trọng bệnh tình của Thánh Teresa, liền xin mẹ Marie de Gondelguilk, người đã thế mình làm bề trên, cho phép Thánh Teresa viết một hồi ký khác với nhiều chi tiết hơn về đời sống tu trì của mình. Hồi ký này được xuất bản sau cái chết của Thánh Teresa và đã được sửa chữa một cách nặng nề bởi người chị Pauline. Ngoài việc sửa cách viết của Teresa, mẹ Maria de Gondelguilk còn yêu cầu Pauline chỉnh sửa lại hai phần đầu tiên của bản viết tay, như thể là chúng được viết cho mẹ Maria. Đây là một trong những cuốn sách đạo bán chạy nhất của thế kỷ 20. Kể từ năm 1973, hai ấn bản các bài viết của Thánh Teresa bao gồm Chuyện Một Linh Hồn, các thư, thơ cũng như kinh nguyện và các kịch ngắn Thánh Teresa viết cho những buổi văn nghệ của tu viện đã được xuất bản. Năm 1902, Linh mục Rafael Kalinowski thuộc dòng Carmelo, sau này là Thánh Rafael Kalinowski, đã dịch tác phẩm Literary Deun Ami ra tiếng Ba Lan. Giáo hoàng Pius X ký sắc lệnh cho phép mở án phong thánh cho nữ tu trẻ vào ngày 10 tháng 6 năm 1914. Giáo hoàng Benedict thứ 15 đã cho tiến trình được nhanh hơn, miễn chế sự trì hoãn 5 năm thông thường từ sau cái chết đến lúc phong Trần Phước. Ngày 14 tháng 8 năm 1921, truyền bá một sắc lệnh về những đức tính anh hùng của Thánh Teresa và đọc một diễn văn dài về con đường trông cậy và tình yêu của người phụ nữ trẻ tuổi này, khuyến khích nó cho toàn thể hội thánh. Thánh Teresa được phong Trần Phước vào ngày tháng 4 năm 1923 và phong hiển thánh vào ngày 17 tháng 5 năm 1925 bởi giáo hoàng Pius thứ 11, chỉ 25 năm sau khi người chết. Lễ kính Thánh Teresa được cử hành vào ngày 3 tháng 10 cho đến cuộc cải cách lịch phục vụ vào năm 1970, khi nó được chuyển sang ngày 1 tháng 10. Thánh Teresa hài đồng Giêsu là thánh bổn mạng của người bệnh AIDS, phi công, người bán hoa, bệnh hoạn và các sứ truyền giáo. Người cũng được tín hữu công giáo nhận làm thánh bổn mạng của Liên bang Nga. Tuy giáo hội chính thống Nga không công nhận án phong thánh của vị nữ tu này hay sự bảo trợ của người, năm 1927, giáo hoàng Pius thứ 11 đặt Thánh Teresa làm bổn mạng các sứ truyền giáo. Năm 1944, giáo hoàng Pius thứ 12 đặt Thánh Teresa làm vị thánh bổn mạng của Pháp cùng với Thánh Jean d'Arc với tông thư Divini Amoris Censta. Ngày 19 tháng 10 năm 1997, giáo hoàng Gioan Paolo thứ 2 tuyên bố Thánh nữ Teresa Hài đồng Giêsu là một trong 33 tiến sĩ hội thánh của Hội đồng giáo toàn cầu, một trong ba người phụ nữ duy nhất được trao tặng danh hiệu này. Thánh Teresa là vị thánh duy nhất được công nhận là tiến sĩ hội thánh dưới đời giáo hoàng Gioan Paolo II.
đang có sự cổ động để phong thánh cho cha mẹ của Thánh Teresa. Hai ông bà đã được phong tước đáng kính vào năm 1994 bởi giáo hoàng John Paul II. Năm 2004, Tổng giám mục Milano chấp nhận sự chữa lành không dự đoán được của một em bé bị bệnh phổi, như là lời cầu khẩn của hai ông bà. Ngày tháng để phong chân phước cho Luis Martin và Gillian Curin vẫn chưa được quyết định, cũng là có nhờ một số ít về sự mong muốn việc phong thánh cho chị của Thánh Teresa, Leonie, người duy nhất trong năm chị em không thuộc dòng Cát Minh. Leonie Martin, tên dòng sơ là Francoise Teresa, chết tại Caen năm 1941, nơi phần mộ của bà ở tu viện dòng Đức Bà thăng viếng, có thể được viếng thăm bởi quần chúng. Cùng với Thánh Francisco thành Assisi, Thánh Teresa thành Lisieux cũng có thể được nói là một trong những vị thánh công giáo nổi tiếng nhất thời Tông đồ, là một trong các tiến sĩ hội thánh. Thánh Teresa là đối tượng của nhiều bài bình luận và nghiên cứu thần học, và là một cô thiếu nữ trẻ tuổi đầy lôi cuốn, người mà thông điệp của mình đã cảm động hàng triệu người. Thánh Teresa vẫn là một trung tâm của lòng sùng kính của các tín hữu. Hồi ký của người phụ nữ trẻ tuổi này đã nêu cảm hứng cho nhiều người, bao gồm nhà văn Ý Maria Van Correa. Trong nhiều năm, di cốt của người phụ nữ Pháp trẻ tuổi này đã chu du vòng quanh thế giới. Hàng ngàn người hành hương đã xuống đến cầu nguyện trước thánh nữ Teresa.